Bác ơi, cháu đi dạy về, tiện ghé qua siêu thị mua tặng bác một bộ dĩa ăn hoa quả. Dạ đây ạ. Chết chết, đắt thế này cơ à? Nani? Omae wa mou shindeiru. Con có lấy cái ví của mẹ không? Rõ ràng mẹ để ở trong phòng, thế mà bây giờ không thấy đâu. Mẹ chỉ để ở trong phòng thôi, chắc chắn phải có ai mà trong phòng thì mẹ mới mất được chứ. Mẹ của người giàu, chia cho người nghèo. Tôi nói cho chị biết, nhà tôi thật vô phúc. Vô phúc mới có một đứa con dâu như chị. Mẹ chồng nói một câu thì cái lại chém chém ra. Có phải mẹ chị ở nhà dạy chị như thế không? Nani? Omae wa mou shindeiru.